Thì hôm nay tiếp tục thì anh sẽ hướng dẫn cho các em đó là phần bó bôi. Thì ở đây nè các em, ở đây là toàn bộ cái file bó bôi mới anh mở lên. Đó không ạ? Đây là file bó bôi mới hoàn toàn mới anh mở lên cho các em. Được chưa? Thì học thì ở đây các bạn rảnh thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những đặc trưng của từng cái slide này, những mẫu sẵn này. Đó. Còn nếu như học thi á các em, thì mình chỉ chọn cho cái bó bôi trắng này thôi. Mình chỉ chọn cái bó bôi trắng này là đủ rồi nha các em. Đó. Thì sau khi mở bó bôi lên này các em thấy nè. Đó, sau khi mở bó bôi lên các em thấy nè. Thì mình sẽ có gì đây? Đây, mình có một cái gồm có hai phần, đó là list at time, title và subtitle. Đó, mình có hai phần này nè các em. Đó. Thì bây giờ nè các em thấy nè, cái này người ta gọi là tiêu đề và phía dưới này người ta gọi là nội dung. Nhưng mà công việc đầu tiên của bố bôi các em nhớ nha, công việc đầu tiên của bố bôi không phải là các em á, không phải là các em ngồi đó em đánh văn bản vô hay là copy đem vô, mà công việc đầu tiên của bố bôi chính là các em vô view, các em vô thẻ view, các em chọn giùm anh cái slide master, các em vô thẻ view, các em chọn slide master giùm anh nha. Đó vô slide master. Rồi. Rồi, vô view các em vô slide master. Đó, thì khi này nó hiển thị cho các em cái slide master sẵn nè. Đó, thì cái anh thông thường á anh sẽ xóa đi bằng phím delete trên bàn phím. Cái chữ cái nút delete luôn nha các em. Đó, hoặc là em xóa bằng cái phím mũi tên xóa nó cũng được. Xóa một trong hai cái nào miễn xóa được thôi. Đó, và thông thường anh chỉ chừa lại á, anh chỉ chừa lại một cái nè các em, một cái này thôi. Đó. Thì anh hay ví dụ vui á, thì cái này là giống như là cái máy chiếu, cái bảng chiếu của mình, và cái này là cái máy chiếu, và chỉnh thì anh sẽ chỉnh ở cái máy chiếu này. Đó, tức là anh chỉnh á, anh sẽ chỉnh cái khung dưới này nè các em, cái slide dưới này nè. Đó, anh không chỉnh trên này nha. Ở này anh hay gọi ví dụ, anh hay gọi vui á, đây là cái kết quả của mình, là kết quả hiển thị. Đó, và chỉnh ở đây thì các em lưu ý nè, người ta chia làm hai phần. Đó, phần thứ nhất này người ta gọi là tiêu đề hay gọi là title style. Đó, phần thứ hai người ta gọi đây là nội dung hay gọi là subtitle style. Đó, được chưa? Phần trên này nè người ta gọi là title style hay gọi là tiêu đề, phần dưới này người ta gọi là subtitle style, nó hay gọi là nội dung. Và khi bạn làm slide master, bạn không đánh bất kỳ một cái nội dung nào vô trong đây hết, mà nhiệm vụ của mình là phông chữ, cỡ chữ, màu chữ nếu có, in đậm in nghiêng, và nội dung cũng tương tự, quét khối, phông chữ, cỡ chữ, màu chữ nếu có. Nhớ nha. Còn bạn nào thích màu mè, hoa lá hẹ gì nữa thì vô đây là màu nền. Đó. Được chưa? Đây là những cái mà các bạn làm rất là nhiều trong bài báo cáo của mình rồi, nên anh chỉ nói lướt qua thôi. Đây. Đó. Bạn chỉ định dạng nha. Bạn chỉ định dạng và không đánh bất kỳ, và không đánh bất kỳ cái gì vô đây hết. Đó. Phần dưới này là phần hỗ trợ, nó hiển thị thôi, có thể nó có hoặc không. Thế đây anh cũng chỉnh cho các bạn, ví dụ như đây là title man, cỡ chữ ở đây anh cho là cỡ chữ 30. Đó, màu chữ anh dùng, giả sử anh thích màu xanh, màu tím chẳng hạn. Đó, màu cam, màu vàng gì đó, tùy theo trường hợp đề bài người ta yêu cầu. Đó. Đó nha, anh nhắc lại một lần nữa, khi làm slide master bạn phải được làm đầu tiên, cho dù cái câu đó là câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 hay câu cuối cùng cũng vậy. Đọc vô đề bó bôi kiếm bằng được giùm anh coi người ta yêu cầu slide master là cái gì. Không yêu cầu bạn hãy làm slide master theo ý của bạn. Ví dụ tiêu đề các bạn dùng thay roman, cỡ chữ bạn cho là 50. Nội dung bạn chọn cho anh là thay roman, cỡ chữ là 30 chẳng hạn. Đó, hoặc là tiêu đề 40 cũng được, tức là tùy bạn nhớ. Cỡ chữ bạn dùng tối thiểu trong bó bôi nhớ giùm anh là từ 30 trở lên, từ 27-30 trở lên nha. Cỡ chữ tối thiểu khi các bạn dùng bó bôi là từ 27-30 trở lên, không dùng nhỏ hơn nữa, cấm tuyệt đối dùng 12-13 vô trong bó bôi. Đó, rồi còn cái phần nội dung in đậm in nghiêng gì đó tùy bạn chọn. Anh nhắc lại,
Một lần nữa, khi làm boss boy, công việc đầu tiên của các bạn là làm slime master. Công việc đầu tiên của các bạn là làm slime master. Làm xong slime master rồi, làm xong slime master rồi ha. Đó, thì các em mới bắt đầu làm những cái khác. Và nhớ dùm anh, slime master là chỉ định dạng tiêu đề, nội dung theo yêu cầu đề bài. Còn nếu không nói gì hết thì bạn cứ dùng phong thay Roman dùm anh, hoặc là area tùy bạn. Thông thường là thay Roman nhiều hơn, dạo này gần này dạo gần đây thì bắt đầu người ta dùng thay Roman nhiều hơn. Rồi sau đó các bạn cỡ chữ các bạn dùng là từ 30 trở lên, thông thường 27 đến 30 trở lên thông thường á, thì cái nội dung á thì bạn nên 30, còn cái tiêu đề là phần phía trên này thường là 40 đó. Và sau khi bạn làm xong á, các bạn nhớ các bạn đóng slime master bằng cách vô cái thẻ slime master nè, bạn đóng nó lại giùm anh nè, bạn đóng nó lại giùm anh nè đó. Sau đó mình ra được cái này thì ở đây là gọi slime master, và khi bạn new size á, nó có một cái mẫu này thôi nó, và bạn enter xuống bạn tạo ra khoảng 10 size, 12 size gì đó. Cho đây anh đã tạo cho 10 size, 14 size gì đó. Đây anh tạo 14 size các bạn. Đó. Rồi các bạn làm giùm anh style master giùm anh theo cái sở thích của các bạn. Và các bạn có 2 phút để làm style master và ghi chú lại giùm anh. Sau khi mà các em làm style master xong rồi đó các em. Sau khi em làm style master xong á, thì tùy thuộc vào á, tùy thuộc vào cái đề bài. Được không? Tùy thuộc vào cái đề bài người ta yêu cầu như thế nào. Nó có những cái đề bài, có những cái đề bài á các em, nó yêu cầu á là các em gì đây, size số 1, size số 2, size số 3, làm theo một cái mẫu giống như các em làm bài ở nhà á, anh cho các em làm đề số 1 á. Nó tức là họ có những cái mẫu đó, các em làm y chang họ thì em được điểm. Thì khi đó á, các em đừng có dại dột mà ngồi đó mà làm gì cao xa lắm. Thì khi đó các em cái mẫu này với cái semester mình nó không có khớp á các em. Thì các em chịu khó này, nhấp chuột vô nè, delete nó đi nè các em. Nó này nè, delete nó đi nè. Nó rồi này nhấp vô delete nè, nhấp vô delete. Rồi nhấp vô delete. Nhấp vô delete. Và cái này nó thành những cái slide trắng. Được chưa? Và những cái slide trắng thì cái này các em muốn chèn thêm text box gì đó, các em chèn vô text box, các em viết chữ vô nè. Rồi các em chèn hình vô gì đó. Tùy thuộc vào cái người ta yêu cầu. Nó tùy thuộc vào người ta yêu cầu. Nó theo cái mẫu. Được chưa? Rồi còn cái những cái size phía dưới các em, thì người ta sẽ cho em một bài Word. Nó nhiệm vụ của các em là copy dữ liệu đem vô. Nó copy dữ liệu đem vô. Và tùy thuộc vào á, nó như thế nào. Được chưa? Nó ví dụ anh copy một cái dữ liệu từ cái bài báo tuổi trẻ. Đó, anh copy thì anh hôm trước anh cũng có chia sẻ với các em, có nói sơ sơ là khi các em copy á thì nếu bạn nào đọc nhanh á thì bạn đọc cho hết nghĩa, cho có nghĩa. Còn nếu bạn nào đọc không nhanh lắm thì các bạn cứ thích khúc nào cắt khúc đó, sau đó bạn copy và bạn dán vô. Nó được chưa? Và anh này thấy ít quá thì mình copy thêm. Nó mình copy Ctrl C và các em để dán chuẩn á các em. Các em để dán chuẩn vô đó. Các em lít chuột phải nha, các em lít chuột phải, các em chọn Cap Stat nè các em. Cap Stat Only nè. Đó. Đây. Đó, các em chọn chữ Cap Stat Only nè. Được chưa? Cái chữ A sau cùng á các em. Nè. Đó. Thì khi đó em sẽ được ha, nó chỉ copy dán vô đây thôi. Và mình đem hết dữ liệu nó vô. Nó bạn có thể đọc một khúc thôi, hoặc đọc cho em hết thì đó tùy các bạn. Nó thậm chí những cái dữ liệu bạn nó giống nhau luôn từ đầu đến cuối cũng có thể chấp nhận, nhưng mà nó là nói chứ cũng hạn chế giùm anh trường hợp đó. Nó nên copy dữ liệu của mình mỗi cái khúc khúc gì đó rồi mình đem vô. Nó đây anh đem vô rồi, anh copy từ dữ liệu của báo tuổi trẻ này nha các em. Nó anh copy anh đem vô nha, anh đem vô rồi anh đem khoảng mười mấy size gì đó. Đó. Đây. Tức là lít chuột phải nè các bạn, start nó vô nha. Caps only á, bạn chọn chế độ caps only á. Nó để bạn chỉ có paste cái nội dung thôi. Còn định dạng mà không có paste vô. Được chưa? Đó, thì ở đây anh copy ra khoảng mười mấy slide cho các bạn nè. Đó, anh copy cho các bạn mười mấy slide nè. Rồi còn cái tiêu đề ở phía trên này mấy em, nó các em có thể copy một cái này, ví dụ như
ở gì đây, cục hàng không Việt Nam chẳng hạn, Ctrl C dán vô nó, rồi dưới này Hải Phòng đi chẳng hạn, dán vô nó được chưa. Rồi dưới này gì đây, Hà Nội, tức là bạn có thể nó có nội dung hoặc là không nha. Đây bạn chọn chế độ là Get Start Only nè các em, nó đây. Rồi em chọn cái chữ A, chữ Back Option á, Back Option á, có phía sau cùng có bạn có chữ A nè, nó các bạn rê chuột vô bạn thấy cái chữ đó là Skeptics Only, Get Start Only, nó rồi kìa, chị bạn chỉ bắt cái nội dung đó thôi, đó bạn không quá định dạng, đó rồi mình sẽ được về được khoảng 11 12 sai, anh copy đây thêm cái nữa đó, đây rồi dưới này nữa, giả sử cái này anh copy thêm một đoạn nữa. Nên được khoảng 13 slide. Đó, giờ dưới này thêm đoạn nữa 14 slide. Đó, các bạn thấy. Được chưa? Rồi, bạn làm tới đây thì bạn sẽ được khoảng 2 đến 3 điểm hoặc là 4 điểm tùy theo đề bài người ta yêu cầu. Thông thường cái phần semester các bạn sẽ được khoảng 1 điểm rưỡi đến 2 điểm. Sau đó đem nội dung lên thì các bạn sẽ được khoảng nửa điểm nữa đến một điểm nữa, cộng với 3 slide mẫu nữa, tức là bạn làm những cái này xong chưa thực hiện yêu cầu gì hết thì bạn được khoảng rơi vào điểm khoảng từ 3 cho đến 4 điểm, từ 3 đến 4 điểm, tức là bạn chưa có làm gì hết các bạn, nó chỉ làm semester và copy đem vô thôi chứ chưa làm gì nhiều hết, thì bạn đã điểm từ từ 3 đến 4 điểm rồi. Nó thì đó là những cái mà các bạn cần phải nhớ để làm đầu tiên giùm anh. Rồi mời các em tạo giùm anh một cái PowerPoint với dữ liệu tùy ý, lấy dữ liệu từ đó quyết làm cho anh khoảng 13 12 10 đến 14 slide. Nó còn 3 xe trống này để nữa làm theo cái mẫu gì đó anh sẽ hướng dẫn các bạn thêm một số vấn đề ở cho những cái dữ liệu trống này cho nó dễ làm. Nó còn người ta yêu cầu sao thì cứ làm vậy giùm anh. Còn nếu không nói gì thì copy dữ liệu về Word bát ra giùm anh. Rồi mời các em có 2 phút để thực hiện vô. Rồi, sau khi mà các em làm xong cái này nè các em. Nó làm xong những cái yêu cầu này rồi thì bây giờ nè, mình sẽ bắt đầu tìm hiểu về những cái vấn đề. Ví dụ như ở đây new slide nãy em nói với em rồi, nó tạo ra một cái slide mới thôi chứ nó không có gì hết, copy bộ kia thôi. Nó nên hầu như cái thẻ đối với nãy hôm nè, nó không có gì lạ hết các bạn. Nó giờ vẽ những cái textbox này ra thì bạn có thể vẽ ở đây hoặc là bạn vẽ cho miếng sọt đều được nhé, vẽ cho miếng sọt cũng được nha các bạn. Nó được rồi thì tiếp tục các bạn đó, nó là gì đây. Ở đây các bạn thấy nè, cái new slide ở đây mình cũng có nè. Đó, mình cũng có new slide nè. Rồi cái table. Cái table thì nó là gì đây? Nó là chèn vô. Được chưa? Nó chèn cho các bạn. Nó chèn bảng bình thường. Nó thì giống như bên Word thôi các bạn, vẽ cái bảng ra. Sau khi mình vẽ bảng ra thì đây. Những cái này y chang như bên Word các bạn thôi. Nó màu đường rồi kia thôi, chứ không có gì cả. Nó không phải là nó là được. Rồi sau khi mà mình đã vẽ được cái xong rồi các bạn, các bạn á thì đây này các bạn thấy màu nè, nó rồi đóng khung nè, rồi bóng của sale chẳng hạn. Rồi đây cái đường chữ ở trong rồi đó, thì mấy cái này thì mình không quan tâm nhiều. Nó được chưa. Rồi cái tiếp theo các bạn quan tâm nó là Mister, nó Mister thì nó cũng chèn hình ảnh thôi, chèn hình ảnh thôi. Đây những cái hình ảnh hôm trước nó thì các bạn lưu ý nè, đối với PowerPoint á, PowerPoint á, được chưa, thì khi mà bạn chèn hình nhớ mà nó thì khi bạn chèn hình á, nó là gì đây, nó không giống như bên Word là bạn đưa cái hình vô đây cái nó đẩy chữ qua xung quanh nữa, nó không có. Mà PowerPoint á, nó chính là sự sắp xếp, chính là sự sắp xếp nha các em. Nó sắp xếp giữa các gì đây, các step box nè, các start nè, nó hoặc là Word Art chẳng hạn. Được chưa? Gọi là Word Art chẳng hạn. Nó làm sao các bạn nhìn cho nó cân đối, được chưa? Làm sao bạn nhìn cho nó cân đối, nó trình bày các bạn trong một cái slide này nó ổn, được chưa? Trình bày cho một cái slide này nó ổn, nó thì người ta gọi đây là báo cáo.
hoặc là kết hợp với việc các bạn sử dụng hiệu ứng. Thì sử dụng hiệu ứng như thế nào thì chút xíu anh sẽ trao hỏi với các em cách sử dụng hiệu ứng. Được chưa? Đó, thì đây là cái PowerPoint. Tại insert tiếp theo là các play out editor, tức là bạn chèn giống như Word các bạn đó, là chèn những cái hình trực tiếp từ internet đâu vậy. Đó, còn này là chụp màn hình thôi. Các chụp màn hình. Đó. Rồi photo album thật ra là tạo ra một cái album mới. Đó, photo album là tạo ra một cái album mới để cho các bạn có thể có tạo ra một album mới để trình chiếu giống như một bài PowerPoint thôi. Thật ra PowerPoint, cái photo album á, là tạo ra một cái PowerPoint gồm có nhiều slide và mỗi slide là một hình, là vậy đó, chứ không có cái gì hết. Nó còn đối sáp này nè các em, đối với sáp này nè, nó là gì đây, là vẽ giống như Word thôi, giống như bên Word thôi các bạn. Nhưng nó có một cái là Word nó không có. Đó, có một cái là Word không có, đó chính là cái button, action button. Các em nhìn cái dưới cùng đó các em, các em thấy nó có chữ action button. Nó tức là những cái biểu tượng này nè các em, bên Word không có, được chưa? Mình ở bồi là mình sẽ học cái này, điểm cái phần này tới nửa điểm hoặc là một điểm nha. Đó, action button là cái gì thì các bạn sẽ trao đổi với các em. Còn những cái sáp còn lại thì nó giống như luật rồi, nó không có gì lạ hết. Rồi, cái mát ạt nè. Đó, cái mát ạt này thông thường á các em, là các em làm ở size số 2 và size số 3. Nó tùy thuộc vào cái người ta yêu cầu mình là như thế nào. Nó yêu cầu nó như thế nào. Thông thường nha, anh thấy anh cũng như các bạn khác, anh thấy nha, thông thường là người ta sẽ làm ở size số 2. Tại vì size số 1 á, các bạn là tên đề tài. Nó size số 2 là gì? Là nội dung mà báo cáo tóm tắt. Tóm tắt. Nó ví dụ một bạn trình bày một số 1, một số 2, số 3 là gì đó. Rồi sau đó các bạn mới bắt đầu trình bày cái nội dung phía sau. Các bạn nhớ dùng Hoàng, bạn đang làm cái phần này, đó chính là làm bài báo cáo, chứ không phải bạn copy toàn bộ dữ liệu từ đề Word mà đem vô. Nhớ nha, đó là khi bạn làm ở nhà, để báo cáo. Còn khi bạn thi, thì cứ copy đi, đừng ngồi đó mà đọc, rồi dùng từ khóa này nọ rút ngắn lại, không cần thiết. Ở đó không cần thiết, tại mình ta không ai chấm chính tả các bạn, chấm ý nghĩa các bạn cả, trong cái phần thi. PowerPoint này nó chủ yếu là chỉnh chấm các em là gì, tạo semester, thực hiện cái yêu cầu này nọ, các em làm đúng là được điểm, nhớ mình điều đó. Đó rồi, ở đây những cái hình này các em đổi hình nền được nhé, các em đổi nè, vô format nè, đây là màu nền nè các em, đang màu xanh đổi màu đỏ nè, nó màu xanh đổi màu vàng nè, thậm chí màu xanh nó đổi qua gì đây, đổi qua một cái state nào đó nè. Nó được chưa, mình đổi được thoải mái, không có gì cả. Tiếp theo các bạn, đó là bản đồ. Đối với bản đồ này á, thì nữa anh sẽ hướng dẫn các bạn vẽ trên Excel, vẽ trên Excel. Tại vì thật ra bản đồ á, thật ra bản đồ đó các em, nó là các em vẽ bên Excel thôi. Giả sử anh vẽ một cái bản đồ tròn mỗi đồ cột này, nó thì nó lập tức nó vẽ cho em bản đồ và nó sẽ hiện thị cho em một file Excel nữa. Đang xóa này đi, nó bị dính cái semester rồi kìa, nó tiêu rồi, nó không có. Đây, em đang xếp. Đây, insert nè, anh vẽ một cái bản đồ ra. Nó thì các em thấy nè, nó sẽ ra được bản đồ. Và nếu các em á làm á, do này anh chỉ chia sẻ được một cửa sổ thôi, thì em sẽ thấy em có một cái file Excel được hiển thị ra nữa. Nó thì các em chỉnh sửa số liệu trên file Excel thì lập tức nó thay đổi. Thí dụ anh chỉnh đây là số 7, số 8 và số 9. Nó các em thấy lập tức nó thay đổi dữ liệu cho em. Nó anh đang chỉnh số liệu ở cái quaternary 1. Nó còn nếu anh chỉnh tiếp thì nó sẽ đổi tiếp. Nó thì cái này người ta gọi là vẽ biểu đồ. Nó vẽ biểu đồ thì nữa anh sẽ hướng dẫn các bạn vẽ biểu đồ cơ bản thôi. Nó còn bạn nào sâu hơn nữa thì cần thì anh sẽ chia sẻ thêm tài liệu cho các bạn tham khảo thêm. Tại vì biểu đồ này mình thi chỉ có thi Excel thôi. Còn PowerPoint này nếu người ta yêu cầu vẽ biểu đồ thì mình cứ vẽ đại một cái biểu đồ nào đó, tự động nó ra cái bản đồ, khỏi cần chỉnh số liệu trong Excel.
Đó. Rồi, cái quan tâm tiếp theo của các bạn đó là hyperlink. Hyperlink liên kết. Đó, hyperlink liên kết nha. Đó, đây là hyperlink liên kết nha. Rồi, thì liên kết giùm á, liên kết á, thì các em xác định giùm anh á. Các em xác định giùm anh á là các bạn dùng lại cái gì để liên kết? Các bạn dùng cái gì để liên kết? Thì có khi á các bạn dùng hình ảnh. Đó, anh dùng hình ảnh nè. Anh dùng chữ. Anh dùng word art. Thậm chí anh dùng gì? Anh dùng cái sáp, một vẽ một cái sáp nào đó ra. Nó hoặc là anh dùng cái action button. Hồi nãy anh có chia sẻ với các em. Nó thì các em phải xác định giùm anh coi đề bài yêu cầu cái gì, dùng cái gì để liên kết. Và nhớ giùm anh một điều, nếu nếu như nha, nếu như mà đề bài không nói gì hết, đề bài không nói gì hết mà các bạn phải bắt buộc phải làm liên kết, thì các em nhớ giùm anh là tất cả các em sẽ dùng action button để liên kết hết. Nhưng mà nếu đề bài không cho liên kết, nó ở dạng câu á là với một dữ liệu đề Word cho sẵn đó, các em muốn làm gì là thì các em sẽ làm liên kết giùm anh. Và khi các em làm liên kết như vậy thì các em bắt buộc dùng action button để liên kết, chứ không có dùng hình dùng chữ gì hết nha các em. Nữa nha, hoặc là đề bài người ta yêu cầu bạn tạo liên kết từ size 2 đến size 4 và người ta không nói các bạn dùng cái gì liên kết, thì cũng nhớ giùm anh dùng action button để liên kết hết. Chứ không phải là bạn thích là bạn dùng hình, bạn thích là bạn dùng chữ, không có nha. Khi người ta yêu cầu dùng cái gì cụ thể thì các bạn vui lòng thực hiện đúng cho mình. Nhưng mà nếu đề bài yêu cầu không nói rõ bạn dùng cái gì để liên kết, dùng hình ảnh hay dùng chữ, thì anh đề nghị các em dùng, tất cả các em sẽ dùng giùm anh là action button để liên kết. Các em sẽ dùng, tất cả các em dùng giùm anh là action button để các em liên kết, chứ không có dùng bất kỳ cái thứ khác nha. Còn nếu đề bài yêu cầu bạn hãy dùng cái hình số 1, hình số 2 đó để liên kết đến size 5, size 7 gì đó, thì cái này bạn dùng action button là bạn sai hoàn toàn. Phân biệt cho mình. Rồi, sau khi làm liên kết thì bạn nhớ nó chia làm hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất là bạn dùng chữ và hình hoặc là sáp. Cái nhóm thứ hai bạn dùng đó chính là dùng action button. Được chưa? Thì bây giờ để thấy rõ hơn, anh sẽ bật cái chế độ header footer lên. Để anh đánh số trang trước, tức là anh sẽ bật cái chế độ insert header footer nè các bạn, insert nè, header footer nè, insert header footer nè đó, và anh bật cái số đánh số trang trước, anh bật cái số trang một chút xíu, anh sẽ trao đổi với các em đánh số trang được như thế nào. Bây giờ anh bật chế độ số trang lên để anh sẽ thấy cái anh nhấn apply to all, tức là để anh thấy được cái file của mình á, cái void mình á đã được đánh số trang từ 1 đến 15 rồi. Nó thì anh sẽ làm cho bạn thấy rõ hơn. Ví dụ như thứ nhất là anh sẽ dùng hình ảnh, anh liên kết nó thì anh vô hyperlink nè các em, thì nó sẽ có mở một cái cửa sổ mới cho các em lên. Nó đây, cái đầu tiên các bạn thấy nó là gì đây, extend file always by, nó extend file always by tức là bạn liên kết đến cái file hoặc cái trang web nào đó. Nó ngồi đó kiếm thôi, nó mở ra ngồi kiếm. Còn nếu liên kết với web thì bạn đánh vô đây, ví dụ như anh đánh là gì, HTTP 2.2 gạch đó, thì nó sẽ liên kết trực tiếp đó. Bạn có thể đánh cái địa chỉ này vô nha, nhớ nha, lưu ý là HTTP 2.2 gạch nó hcmus.edu.vn thì đó liên kết đến nông lập. Còn nếu ac.hcm thì đó liên kết đến trang web của trung tâm học nông lập đó. Rồi ok, sau đó bạn trình chiếu nè, bằng cái nút này các bạn, size show nè là trình chiếu cái slide bạn đang làm, cần nhấn F5 thì bạn trình chiếu tự động, nó mở lên cho các bạn. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy mở lên á, nó sẽ mở lên cho các bạn nha. Rồi bạn nhấp vô cái hình thì lập tức nó sẽ chạy đến trang web cho các bạn, nó chạy đến trang web cho các bạn. Được chưa? Đó. Đây. Được. Thì các bạn có thể làm thử cho mình nha, các bạn có thể làm thử cho mình nha. Nó tại này anh không có chia sẻ cái màn hình đó được cho các bạn. Đó, các bạn làm thử cho mà. Nó không có chia sẻ màn hình. Tại cái này nó có nhược điểm là nó chia sẻ được có một cửa sổ thôi.
Đó, nó không có thao tác được giống như cái kia. Rồi, các em thao tác lại giùm anh những gì nãy giờ anh hướng dẫn. Tới phần liên kết bằng hình ảnh giùm anh, đến trang web hoặc là đến tập tin thư mục nào đó các em tùy chọn. Rồi, tiếp tục nè. Và một cái nữa này các em, giả sử nha, giả sử nha. Các em dùng cái này tiếp tục là hồi nãy mình đã liên kết, các em liên kết với một liên kết rồi. Thì bây giờ anh sẽ dùng cái này anh tiếp tục anh liên kết với cái gì? Anh giả sử anh liên kết với một cái tập tin nào đó. Nó một cái tập tin. Ở cái comment đây. Nó anh giả sử anh liên kết đến một cái file này. Anh nhấn ok. Một cái file nha, hồi nãy là liên kết đến trong web, cái này liên kết đến file. Rồi. Và sau khi anh trình chiếu á thì các bạn nhấp vô nó nè. Nó thì nó lập tức nó hỏi các bạn mở cái file nó lên hay không. Mở cái file lên hay không. Nó và khi đó á, các em á nó sẽ bị mất đi cái liên kết đến cái trang web rồi. Nó mà thay thế bằng một cái link khác, một cái địa chỉ khác. Các em nhớ nè, mỗi một đối tượng nó chỉ liên kết được với một đối tượng thôi nha các em. Các em nhớ nha, mỗi một đối tượng nó chỉ liên kết được với một đối tượng thôi. Nó là cái điều cực kỳ quan trọng trong đây. Rồi cái phần thứ hai liên kết ở đây các anh chị á là liên kết đến slide. Liên kết đến slide. Đó. Này, đây đang là slide 1, bây giờ anh giả sử anh liên kết đến slide 5. Ok. Thì khi các em trình chiếu á, khi các em trình chiếu á thì nó nhấp vô slide 5 thôi, chứ nó không có trình chiếu được ở slide 1 cho các em nữa. Nó tức là khi em trình chiếu lên á. Ok, khi em trình chiếu lên đó các em. Thì nó sẽ nhấp vô cái liên kết á, nó sẽ nhảy đến slide 5 các bạn và mất đi cái liên kết về cái phần bên kia. Nó liên kết hồi nãy đến cái tập tin. Nó các em thao tác này vô giùm mặt. Tiếp tục các em. Thì hồi nãy anh có trình chiếu cho các em nè. Đó. Thì khi mà anh á, khi mà anh làm gì đây? Anh trình chiếu lên nè. Đây là chế độ trình chiếu nha các em. Đó, Shift F5 là trình chiếu cái style các bạn đang làm, F5 là trình chiếu từ đầu. Đó, hoặc là biểu tượng hồi nãy anh nhấp vô. Thì khi anh nhấp vô nè các em, lập tức nó liên kết các em đến size size số 5 nè. Đó. Được chưa? Nó chứ không phải là size 1, size 2 nữa. Được chưa? Và nó mất luôn cái liên kết mà đến cái bài asset hồi nãy, cái file nén hồi nãy. Tức là các bạn thấy nè, mỗi một cái đối tượng nó sẽ liên kết được với một đối tượng. Được chưa? Mỗi một đối tượng sẽ liên kết được với một đối tượng. Và khi bạn làm với cái lệnh số 2 thì lập tức nó tự động xóa cái lệnh số 1. Đó, chứ nó không có đồng thời được nha các bạn. Đó, rồi là cái thứ nhất. Rồi, bây giờ cái tiếp tục nè. Nếu anh dùng cái action button, nếu anh dùng action button là cái này nè. Nó thì khi đó anh vô insert, anh chọn handling, handling. Thì cái giao diện nó các em thấy nè, cái giao diện nó nè, nó khác một chút xíu nha. Nó thì dáng này nó không phải là những cái hồi nãy đây. Đây là giao diện khi bạn dùng hình ảnh hoặc chữ. Đây. Edit Hyperlink. Còn cái này Action System. Nó đã khác nhau nha. Rồi ở đây các bạn quan tâm giùm anh vấn đề sau. Thứ nhất là cái liên kết đến slide thứ ba nào. Nó chọn thẳng luôn. Ví dụ anh muốn slide size 11, không cần ngồi phải nhớ gì hết. Nó người ta yêu cầu liên kết đến slide nào thì bạn chọn slide. URL các bạn là liên kết đến trang web. Nó rồi giả sử anh đánh là HCM UAF chấm edu chấm vn. Ok, thì giá này anh nhấp vô nha, trình chiếu nè. Đây là size show, tức là trình chiếu cái style mà đang làm. Rồi anh nhấp vô nè, nó lập tức nó nhảy đến trang web của nông lâm cho các bạn. Nó lập tức nhảy đến trang web của trường đại học nông lâm cho các bạn. Nó được chưa? Rồi thoát nó đi thì bạn nhấn ESC để mình thoát thôi. Nó còn nếu như anh liên kết đến cái style nào đó thì anh chọn là style, ví dụ size số 9. Ok, trình chiếu nó và nhấp vô này thì lập tức nó không nhảy đến trường nông lâm nữa, không nhảy đến trang web của trường nông lâm nữa, mà nó đang nhảy đến cái gì, cái slide số 9 của các bạn.
Đây là line số 9 các bạn. Đó, các bạn thấy cứ mỗi một cái liên kết nó chỉ thực hiện một lệnh duy nhất. Đó, một đối tượng sẽ liên kết với một đối tượng. Đấy nha, một đối tượng liên kết với một đối tượng. Rồi, còn một cái nữa, nếu người ta yêu cầu bạn đó là file thì bạn sẽ chọn order file này. Bạn chọn order file này các bạn. Nó sẽ liên kết đến file nào đó. Được chưa? Đó, mình chọn cái file thôi. Thì khi các bạn dùng cái action button thì các bạn quan tâm giùm anh, thứ nhất là liên kết đến site nào thì chọn slide, URL là trang web, order file liên kết đến tập tin file nào đó. Còn nếu bạn dùng hình ảnh thì bạn chọn hình ảnh hoặc chữ á, thì khi đó bạn quan tâm giùm anh là các bạn chọn đó là action file or web page, tức là liên kết đến file hoặc trang web, hay là bạn liên kết đến các slide nào đó. Đó, bạn nhớ giùm anh hai vấn đề. Và các bạn làm thử là giùm anh khoảng 3 lần cái phần liên kết và ghi chú kỹ càng giùm anh, vì chắc chắn thi có phần liên kết. Rồi, sau khi mà mình đã làm xong cái phần liên kết rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đó. Thật ra cái action button này các em, tức là cái em cứ chọn này nè, thì cái action button này nó được hiển thị ra. Action button này và hyperlink này thật ra nó chỉ là một. Chỉ có hyperlink á thì nó bao gồm luôn cả hình ảnh và chữ. Còn action button cái xanh này á, nó chỉ giải quyết khi bạn chọn cái action button nó mới sáng này lên. Đó, nó khác nhau vậy thôi. Và khi mở ra nó giao diện hai cái này nó giống nhau. Nó giống như khi bạn chọn cái hyperlink. Đó, nên thường anh không quan tâm tới cái action này. Anh chỉ quan tâm cái hyperlink thôi. Không cái thôi chứ không nhiều cái chi giống mệt. Rồi cái command này á, thì cái này thì thường trong quá vôi các bạn không có dùng tới, thường không có dùng tới cũng có thi. Nó mà bạn dùng là dùng bên Word chứ ai mà dùng bên bó bôi này chi. Bó bôi thường nó chứ bạn chỉ là một bài báo cáo, nên khi đã là bài báo cáo rồi thì muốn sửa gì đó thường thầy cô sẽ sửa trực tiếp trên đó luôn, hoặc là trao đổi với các bạn để sửa, chứ ít ai mà ghi lại ý để các bạn sửa. Anh nói ít nha chứ anh không nói là tất cả, tùy theo cái cách thầy cô hoặc là bạn sửa sai nhiều lỗi như thế nào. Đó là khi mà bạn làm một bài báo cáo ở trên lớp hoặc là một bài báo cáo luận văn. Nó tức là tùy thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào. Hoặc là các bạn làm tốt rồi, các chị góp ý thêm thì thầy cô có thể sẽ chia sẻ cho các bạn cách góp ý nó như thế nào. Nó cần sửa những cái gì. Không cần phải sửa trên comment này. Nó ghi lại. Đó, nên cái này cũng không có thi nên không có nói nhiều cho các bạn. Rồi. Cái tiếp theo các bạn là cái text box. Text box này thì giống như cái hồi nãy mình vô cái sám này mình cũng có text box rồi. Nó thật ra nó hai cái là một nhưng mà người ta tách ra làm thêm một cái này thôi. Đó, tức là để dùng để viết chữ đó các bạn. Nó viết một cái chữ nội dung gì đó vô. Thì thật ra trong bài báo cáo bố bôi các bạn á, thì thường á các bạn sẽ vẽ những cái text box ra. Vẽ những cái text box ra 2-3 cái text box gì đó, bạn sắp xếp đó là và đánh nội dung nó vô. Nó kết hợp với hình ảnh nếu có. Hoặc là bạn có chỉ có một cái text box thôi. Nó bây giờ nó giống như là các bạn text box này, thật ra nó là như này nè các bạn. Tức là text này. Nó là cái gì? Nó là subtitle size nè các bạn, nó là subtitle size á. Bây giờ nó giống như cái text box các bạn. Chứ không có gì hết. Rồi. Nó giống như vậy. Bây giờ nên thường nếu bạn muốn đánh chữ đồ cái vô thì thông thường bạn sẽ dùng cái text box. Nó để mình đánh vô. Còn cái tiếp theo các bạn là Word. Word thì nó giống như Word, nó không nói là nhiều. Mà anh chỉ nói các bạn là header footer. Khi bạn bật chế độ header footer, text time và size number. Nó header footer, text time và size number. Thì gần như là nó mở lên giao diện giống nhau. Nó mở lên cái giao diện các bạn nó giống nhau. Nó thì đầu tiên các bạn thấy nó text time. Tức là bạn chèn vô cái phần ngày tháng và thời gian. Và đây nó có những cái định dạng có sẵn mà có thể tham khảo. Nó. Rồi ở đây, tiếng Việt, tiếng Anh gì đó. Đó. Thông thường, nếu không nói gì thường người ta chỉ ngày tháng vậy thôi. Đó, hoặc đây cái fix có sẵn mẫu, tùy các bạn. Style number thì cái bạn chết vô này bạn thấy nè. Đó, đây là bạn để ý nha, bạn để ý bên góc tay, bạn để ý góc bên tay phải cái chỗ review nè. Nếu anh check text time thì bạn thấy bên tay trái nó sáng lên nè. Nếu anh check cái style number thì bên tay phải anh nó sáng lên nè, nó đen lên nè. Khi anh check footer thì ở giữa nó sáng lên.
Và footer này là cái phần nội dung mà người ta có thể yêu cầu, ví dụ yêu cầu là bạn họ tên sinh viên. Đó, đời bạn yêu cầu phần footer. Các bạn hãy thực hiện đánh gì đây, đánh số trang chèn đánh số trang nè, bạn chèn ngày tháng thời gian vô nè. Rồi cái phần footer bạn ghi là gì, bạn hãy đánh vào nội dung họ và tên sinh viên. Đó, đánh vào nội dung họ tên sinh viên và bài vô các bạn sẽ ghi gì đây, Nguyễn Văn Nga là sai nha. Người ta yêu cầu bạn ghi là cái chữ họ và tên sinh viên. Nó họ tên sinh viên chứ không yêu cầu bạn ghi tên của bạn vô. Và trong bài thi các bạn ngoài phần đặt tên cho thư mục thì hầu như không ai yêu cầu bạn đánh tên các bạn vô bài thi cả. Nhớ nghe giùm anh. Rồi, sau đó bạn gặp lại chưa? Thì bạn sẽ thấy nó có nội dung cho bạn hết. Giờ style number, header, footer và next time thì giao diện nó giống nhau, giao diện nó giống nhau. Rồi, còn cái công thức toán học và cái symbol này thì mình không có quan tâm. Đó, thì giống như bên Word nó không nói lại. Đó, giống bên Word nó không nói vậy. Rồi, được chưa? Rồi, sau đó bây giờ chèn video. Thì đối với chèn video thì bạn chèn nó lên thôi. Đây. Đó. Rồi, giả sử anh chèn một cái video vô. Thì khi đó bạn thấy nè, khi bạn chèn video đó thì nó sẽ hầu như đen cái màn hình. Bạn có thể điều chỉnh kích thước đó nha. Điều chỉnh kích thước và anh số lên này các bạn, anh số lên này, anh nhấp vô thì nó phát cho các bạn, nó phát cái đoạn clip cho các bạn lên, nó ESC để bạn thoát nhé, ESC để bạn thoát, nó. Nhưng mà này khi bạn thấy nó xấu quá, bạn có thể làm liên kết, nó tức là vẽ một cái gì đây, một cái biểu tượng, nó một cái chữ hoặc là bạn dùng cái ký hiệu asymptote nó vẽ ra. Giờ anh liên kết đâu thì bây giờ anh liên kết với cái file, anh kiếm cái file đó của anh nằm ở đâu, nó ví dụ file này, ok. Rồi bạn trình chiếu nó nè, ship F5 nhấp vô, nó hỏi bạn có mở cái file này không, yes, thì lập tức nó mở cho bạn một cái file mới lên đó, và file này là file đoạn clip, được chưa? Đó, bạn thoát ra thôi, thoát bình thường. Đó. Rồi, các bạn thao tác vô giùm anh những cái này. Chèn clip vô giùm anh. Tạo liên kết. Cái đánh cái phần size number này kia vô giùm anh. Rồi, tiếp theo thì anh hướng dẫn các em á là chèn âm thanh. Chèn âm thanh nha, chèn âm thanh. Thì hồi nãy mình đã chèn clip rồi. Thì bây giờ chèn âm thanh. Chèn âm thanh thì giả sử anh xóa cái clip này đi, anh chèn âm thanh. Audio. Nó mình lấy cái âm thanh từ cái máy tính thôi, giả sử anh lấy bài chuột yêu gạo này, nó thì bạn chèn âm thanh giống như chèn clip hay gì đó thôi, nó có âm thanh cho các bạn. Rồi sau khi mà mình chèn âm thanh rồi á thì mình sẽ có những cái vấn đề liên quan đến nó, đặc biệt là cái phần animation này. Các bạn chọn cái âm thanh đó, chèn xong bạn chọn cái lo này, biểu tượng lo này, chọn animation, chọn animation đó, bạn chọn animation bed, animation bed. Rồi nó ở bên tay phải các bạn hiển thị ra cái bảng animation band, bạn sổ mũi tên xuống, bạn chọn dùm anh cái chế độ là effect option, effect option. Thì ở đây các em thấy nè, styling bắt đầu chạy, và bắt đầu chạy này là chạy từ đâu của đoạn âm thanh. Ví dụ đoạn âm thanh các bạn có 7 phút, trong đó có 2 phút là nhạc điện, anh hay gọi là nhạc điện, không có phát âm thanh, nó chỉ có phát tiếng đàn, tiếng trống gì đó. Nó bạn không muốn nghe đó, được chưa? Rồi bạn muốn nghe người ta phát thành lời luôn đó, người ta phát thành lời đó, thì cái lời nó sẽ bắt đầu từ giây thứ bao nhiêu nó bạn phải biết đó. Và người ta nói là trong đề thi người ta nói chèn âm thanh vô và cho nó phát từ giây thứ 12 cho đến hết bài, nó từ giây thứ 12 đó bạn. Còn drum begin là chạy từ đầu nhé, nó thí dụ như thế này cho phát từ giây thứ 12 nó, thì các bạn thấy anh sẽ cho nó chạy từ giây thứ 12, ok, nó, đây, wheel nè, khi bạn nhấp ở đây nè, thì nó sẽ chạy từ đầu, khi bạn nhấp vô lo nè, nó, đúng không, nó chạy này là chạy từ, từ cái giây thứ 12,
Đó, còn đây là nhạc từ đầu. Đây là chèn cái âm thanh nó vô. Chú ý nha. Effect option nha. Dây thứ 12. Rồi các bạn sửa ý này vô, một ý này trước. Ghi chú cẩn thận. Chạy từ dây thứ bao nhiêu? Chạy từ đâu của đoạn âm thanh? Rồi bây giờ tiếp tục nè. Thì ở đây là các bạn thấy nè, đây là star lane, chạy từ đâu của mày âm thanh ha. Rồi tiếp theo các bạn là stop lane là dừng lại khi nào. Khi bạn click chuột vô thì nó dừng lại. Hoặc là sau bao nhiêu slide nó sẽ dừng lại. Nó và thường gặp ở đây các em này sẽ gặp á, là người ta cho các em á là chạy cái liên tục cái âm thanh á, nó chạy từ cái size thứ 2 cho đến size thứ 7 chẳng hạn. Nó người ta sẽ quy định các em trong đề thi là chạy từ size nào đến size nào. Nó ví dụ người ta yêu cầu cái âm thanh chạy từ size 2 thì cái âm thì đầu tiên mà là cái chèn âm, mở cái style 2 lên và chèn âm thanh vô. Người ta yêu cầu chạy từ style đầu tiên thì chạy từ style đầu tiên. Nó người ta yêu cầu chạy từ style thứ 7 thì mở style 7 lên, chèn âm thanh vô. Nó ví dụ như bài này anh đang chèn âm thanh ở style thứ 3 thì người ta yêu cầu các bạn bạn hãy cho cái âm thanh các bạn chạy từ size số 3 đến size số 10 chẳng hạn. Nó vậy từ 3 đến 10 thì nó có khoảng 7 slide. Nó tức là bạn sẽ đặt ở size số 3 và bạn cho nó dừng lại sau 7 slide và nhấn ok. Đi bạn coi chuyện gì sẽ xảy ra. Đây là size số 3 và muốn cho thì nó như đắp vô size 4 5 6 7 8 9 dừng. Nó tức là tới size số 10 nó sẽ dừng cái âm thanh các bạn ạ. Nó sẽ dừng âm thanh bằng lại. Được chưa? Tức là nó chạy liên tục, nó chạy từ size bao nhiêu đến size bao nhiêu. Đó, cái âm thanh đó thì công việc đầu tiên các bạn hãy chèn âm thanh vô cái size đầu tiên nha. Ví dụ người ta yêu cầu bạn size 1, âm thanh chạy từ đầu thì bạn chạy vô size 1. Người ta yêu cầu bạn âm thanh chạy từ size 5 thì bạn mở cái size 5 lên và chèn âm thanh vô. Còn nếu người ta yêu cầu bạn chạy từ đầu đến cuối, nó thì thông thường đầu tiên bạn cho nó là đặt cái biểu tượng lo các bạn ở size số 1. Nó tới bạn chèn âm thanh ở size thứ nhất. Và sau đó dừng lại bao nhiêu size thì thông thường bạn sẽ đánh lớn hơn số size người ta có. Ví dụ như bài này của anh có 16 size. Anh có 16 size. Thì anh sẽ dừng lại sao? 17 chẳng hạn. Hoặc là sao 20. Thậm chí một số người đang toàn đánh sao 99. Nó không có ai cấm các bạn cả. Tức là bạn sẽ đánh gì? Cái số này nè, capster này các bạn lớn hơn cái số slide các bạn có trong bài thi. Bài bạn đang làm. Nó và nhớ khi người ta yêu cầu chạy từ đầu đến cuối thì công việc đầu tiên các bạn đặt chèn âm thanh vô cái slide đầu tiên. Chèn âm thanh các bạn vô cái slide đầu tiên nha. Chứ phải muốn chèn đâu lại chèn. Nó sau đó coi nó dừng là bao nhiêu slide. Nó và một cái cuối cùng các bạn ở đây anh cho nó là 99 luôn đây. Nó chạy liên tục. Rồi. Tiếp theo các bạn ở một cái thẻ kế bên đó các bạn nó thẻ thẻ min các bạn. Nó là star cũng là star. Nó nhưng mà bắt đầu khi nào nó chạy. Được chưa? Còn bên đây là bắt đầu chạy từ đâu của đoạn âm thanh. Còn bên đây là bắt đầu khi nào nó chạy, giống như các bạn thấy nãy giờ anh muốn chạy được thì công việc đầu tiên của anh là click chuột vô. Tức là đang ở chế độ on list. Còn nếu anh mở lên chạy liền thì anh để chế độ switch ra. Còn nếu sau bao nhiêu giây đó bạn chọn được after. Thì bây giờ anh sẽ để chế độ là mở lên phát liền. Nó anh đây. Mở lên. Lập tức nó phát âm thanh các bạn liền. Rồi bây giờ anh sẽ để cái chế độ á. Anh sẽ để chế độ là gì đây? Mở lên nhưng mà khoảng 3 giây. Nó tức là nó sẽ mở lên thì nó vẫn có hiển thị cho bạn nhưng mà nó chưa phát âm thanh. Nó chưa phát âm thanh nha. Và nó sẽ phát âm thanh khi đủ 3 giây. Nó còn ở đây là chạy từ khi nào nha, chạy từ đâu của bên đây nè, starting là chạy từ đâu của đoạn âm thanh. Dừng lại sau bao nhiêu slide và khi nào nó chạy. Anh đang để chế độ là sau 3 giây, tức là mở lên nó chưa phát. Đây, anh mở trình chiếu nè. Đây. Mở trình chiếu cho các bạn nè.
sau 3 giây thì các bạn sẽ thấy âm thanh nó sẽ bắt đầu vang. Sau 3 giây âm thanh sẽ phát các bạn. Rồi, đó là cái thứ nhất. Đó, các bạn ghi chú và làm lại những cái này giùm anh. Tiếp tục nha. Thì bây giờ nè, mình đã xong cái phần âm thanh, có cái phần chỉnh sửa cơ bản nha. Rồi, thì các em thấy nè, mình có những cái vấn đề. Thứ nhất á là chạy từ đâu của đoạn âm thanh. Đó, chạy từ đâu đoạn âm thanh. Rồi, dừng lại khi nào, tức là nó dừng lại sau bao nhiêu slide. Cái thứ ba các bạn, nó là gì, bắt đầu khi nào nó chạy. Thì đây các bạn thấy có ba chế độ. Thứ nhất là lít chuột vô nó chạy. Cái thứ hai là bạn mở lên nó chạy liền. Và cái thứ ba các bạn là sau bao nhiêu giây. Đó. Rồi. Rồi một cái nữa ở đây các bạn làm, đó là nãy giờ các bạn làm á, thì cái đoạn âm thanh ở cái lo các bạn nó được hiển thị. Bây giờ anh sẽ ẩn cái lo đi. Ẩn cái lo thì bây giờ anh có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là mở lên, cái âm thanh bạn vẫn còn như vậy. Đó. Được chưa? Nhưng mà khi mà bạn cái âm thanh các bạn thấy nè, nó phát ra thì cái lo sẽ bị mất. Và khi đó bạn sẽ để chế độ là nó tự động phát sau bao nhiêu giây. Bạn nhớ nha, phải đợi chế độ là tự động phát sau bao nhiêu giây. Đó. Ví dụ như 2 giây, 3 giây hay 4 giây gì đó, nó tự động phát sau bao nhiêu giây đó. Rồi, bạn tiếp tục, bạn chỉnh giùm anh cái chế độ đó là 2 after animation. 2 after animation. Đó, ok. Thì sau đó bạn trình chiếu thôi. Nó bạn mở lên nó vẫn còn. Nhưng mà sau cái thời gian á, khoảng 2 giây, 3 giây, 5 giây gì đó, do bạn thiết lập hoặc đề bài yêu cầu, thì bạn sẽ thấy rằng cái lo nó đã bị mất. Đây. Đó. Đó. Do này anh để tới 999 nên nó sẽ chạy hết tất cả các slide các bạn thấy. Nó chạy hết tất cả các slide các bạn. Thì đó là thêm một cái yêu cầu nữa. Được chưa? Và yêu cầu cuối cùng đối với đoạn âm thanh đó chính là mở lên. Nó mất luôn. Nhưng mà nó vẫn phát được âm thanh. Đúng không? Đó. Thì để làm được chế độ đó thì công việc đầu tiên của bạn phải chỉnh, đó chính là tự động phát hoặc là phát sau bao nhiêu giây. Thì khi bạn đã mở lên rồi, nó mất cái biểu tượng lo rồi, thì không thể nào bạn để chế độ on lit được. On lit tức là bạn lit chuột vô. Nó bạn lit chuột vô mới phát. Nó bây giờ anh để chế độ on lit coi chuyện gì xảy ra nha. Mở lên. Nó. Tức là bạn phải nhấp chuột vô. Đó, bạn phải on lit, tức bạn nhấp chuột vô. Nhấp chuột vô nha. Đó, hãy bạn có nhấp chuột thôi chứ không phải là nhấp đúng cái lo đó. Đó, được mà. Hãy bạn nhấp chuột vô. Nó sẽ phát. Được mà. Đó. Được chưa? Nên khi đó bạn chọn ở đây á, bạn nên đợi cái chế độ á, bạn nên đợi cái chế độ đó là tự động phát hoặc là phát sau bao nhiêu giây. Ví dụ anh đợi chế độ phát sau 3 giây. Nó. Ok. Và sau đó anh vô cái chế độ playback nè các bạn. Vô chế độ playback nè. Anh chọn là 2 duration show. Anh chọn chế độ là 2 duration show. Thì khi đó anh mở lên, nó đã mất rồi. Nó. Và sau 3 giây nó sẽ phát âm thanh cho các bạn. Nó. Sau 3 giây nó sẽ phát âm thanh cho các bạn. Nó. Thì đó là những cái tiện ích khi bạn dùng âm thanh. Đó. Và âm thanh thì các bạn yên tâm, đề thi người ta sẽ đính kèm cho bạn thì bạn chèn, chứ không cần ngồi đó bạn kiếm. Nhớ nha, đề thi sẽ đính kèm cho bạn. Rồi, mời các bạn sửa vô giùm anh và ghi chú rất kỹ giùm anh những gì nãy giờ học với âm thanh. Âm thanh là thi nha. Rồi, bây giờ sau khi mình làm xong cái âm thanh rồi, bây giờ mình tới gì đây? Cái phần tiếp sau là scan recording nè, tức là bạn vừa quay cái màn hình đó các em, nó vừa quay màn hình và vừa ghi âm lại thôi. Nó cái này thì không có quan tâm. Đó. Rồi, cái thẻ tiếp theo các bạn quan tâm thẻ design. Nhưng mà trước khi thẻ làm design này, anh bỏ qua làm nó sau cùng nha, tại nó có một chút xíu liên quan cái khác. Anh làm cái phần transition trước. Cái transition này các em là hiệu ứng đó. Hiệu ứng này hiệu ứng của slide.
Hiệu ứng này là hiệu ứng của slide các em. Nó hay gọi là hiệu ứng xuất hiện của slide đó các em. Nó ví dụ như cái này. Đây. Nó hiệu ứng xuất hiện của slide. Đó. Và ở bên đây nè các em. Ở bên đây nè, sổ xuống nè, các em có rất nhiều cái hiệu ứng. Có rất nhiều hiệu ứng. Đó. Dạ. Vô làm báo cáo á, hay ngồi đó, nghĩ là mình làm nhiều hiệu ứng là mình sẽ đẹp, mình điểm cao, không có nhé. Tùy thuộc vào cái thầy cô nữa, tùy thuộc vào thầy cô nữa nha. Đó, và làm nhiều quá nhiều khi các bạn thầy cô rất là mệt mắt, mỏi con mắt đó mày, rất là mỏi. Đó nên mình tùy thuộc vào cái đó như thế nào, các bạn lựa chọn cho phù hợp. Đó, có rất là nhiều. Đó, có những cái các bạn chỉ cần đơn giản hóa thôi, còn không cần phải ngồi đó hiệu ứng này cho nó mệt. Đó, rồi. Đây là những cái hiệu ứng và đây những cái option chỉnh thêm nè. Bạn có thể rảnh thì bạn có thể tìm hiểu thêm. Nó có rất là nhiều cái trong đây. Nó có rất là nhiều. Đó. Rồi, tiếp theo các bạn nó là sound nè, là cái âm thanh. Tức là sẽ có kèm thêm cái âm thanh nữa nếu bạn muốn. Đó. Tức là âm thanh này xuất hiện. Đây, anh giả sử size này anh đang chọn là size 6 ha. Nó tức là size 5 nè. Nó size 6 nè. Nó các bạn sẽ, bạn nghe kỹ nha. Có một cái âm thanh rất là nhỏ nha. Đó, đây. Size 5 nè. Lắng nghe kỹ nha mấy em, lắng nghe kỹ nha. Nó một cái xịt nhẹ. Rồi. Đó, bây giờ anh sẽ đổi sang cái âm thanh nó có lớn hơn chút xíu. Camera đây. Nó đây nghe kỹ nha, nó đó là âm thanh kèm theo, đó là âm thanh kèm theo. Nó đây em cầm nè. Rồi tiếp theo á, đây là thời gian chạy duration nè các em. Đây là thời gian chạy của cái hiệu ứng đó. Các em thấy nè, nó xuất hiện cái hiệu ứng này, các em thấy nó khoảng đây, đó, nó khoảng là 3 giây. Đó, bạn muốn lâu hơn, anh chọn những hiệu ứng đơn giản này. Đó, đây, đó, đang kiếm những cái hiệu ứng nào mà ít màu mè cho các bạn đỡ khổ. Đó, thì bạn thấy nè, ở đây trên này nè, cái hiệu ứng này chạy chỉ có 2 giây thôi. Bây giờ anh chạy cho nó chạy lên khoảng 8 giây coi chuyện gì sẽ xảy ra nha mấy em. Khoảng 8 giây nha. Đây các em sẽ thấy nè. Nhìn kỹ nha. Nó các em thấy nó giống như một cái bộ phim quay chậm nó từ 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 xuống vậy đó. Nó hết 8 giây thì cái hiệu ứng bạn nó mới hoàn thành. Đó. Được chưa? Và thông thường cái hiệu ứng này thì chả ai bao giờ mà quan tâm nó nhiều. Cái thời gian nó nhiều dữ vậy. 1 giây 2 giây thôi. Chứ không ai mà quan tâm nhiều dữ vậy đâu các bạn. Nó rồi, apply to on á, apply to on là áp dụng cho tất cả các slide, áp dụng cho tất cả các slide. Được chưa? Nó còn vô thi á, người ta không nói gì, người ta yêu cầu tạo hiệu ứng chuyển slide, bạn chọn một hiệu ứng bạn thích. Rồi, apply to on. Chứ đừng ngồi đó lựa cái này đẹp, cái kia xấu, cái kia chưa đẹp lắm nha, không cần thiết. Chọn một hiệu ứng chuyển slide, apply to on giùm mà. Nó còn muốn camera, tiếng âm thanh gì đó thì kèm thêm ở đây. Được chưa? Kèm thêm ở đây cho các em. Đó. Giờ nó chuyển từ từ. Rồi. Còn ở bên đây các bạn nè, on small list, tức là bạn list chuột vô thì cái âm thanh, xin lỗi, bạn list chuột vô thì nó mới chuyển qua cái size. Được chưa? Nó khi bạn list chuột vô thì thí dụ đang ở size số 6, số 5. Khi bạn list chuột vô thì nó mới chuyển qua size 6. Nếu không nó đứng nguyên vậy. Nó thì giống như các bạn làm báo cáo đó, bạn muốn cho cái slide các bạn chạy được á thì các bạn sẽ list chuột vô, hoặc các bạn sẽ nhấp chuột gì đó, dùng chuột không dây gì đó, hoặc là một số bạn có điều kiện hơn, bạn dùng những cây bút có liên kết giống như một con chuột các bạn, kết hợp với cái tia laser. Nó để bạn trình bày trình chiếu các bạn. Thì khi bạn nhấp con những cái nút trên cái cây bút đó thì nó sẽ cho giúp cho các bạn
chuyển cái slide hoặc là quay lại slide đó. Thì bạn nào có dùng những cái đó thì bạn sẽ biết, hoặc là bạn có thể tìm hiểu những cái bút để chỉnh chiếu trên internet thì người ta có ghi cách hướng dẫn sử dụng đồ ghi như thế nào cho các bạn đó. Nếu bạn nào quan tâm thì bạn có thể tham khảo thêm, và nếu không cứ dùng chuột đi đó. Còn bạn ngon nữa thì bạn có tốt hơn nữa thì bạn có thể dùng chuột không dây. Tại vì dùng chuột không dây các bạn bán kính các bạn có thể được 10 mét hoặc là 20 mét, tùy theo con chuột các bạn lợi dụng loại nào, nhưng mà thông thường nó sẽ là 10 mét, 5 đến 10 mét. Nó thì bạn dùng 5-10 mét trong cái hội trường nhỏ phòng học các bạn là đủ rồi, không cần phải dùng quá xa đó. Bạn có thể vừa cầm chuột và bạn vừa điều khiển được nó rồi. Cái tiếp theo các bạn quan tâm một cái cực kỳ quan trọng là cái adapter nó. Adapter này á thì nó sẽ không có ứng dụng thực tế ở ngoài, không có ứng dụng thực tế ở ngoài, nhưng trong thi người ta có thể yêu cầu. Ví dụ người ta sẽ hỏi bạn hai câu hỏi và cách làm điều check vô after này. Câu hỏi thứ nhất có thể dạng hỏi thứ nhất có thể hỏi là thiết lập cái thời gian trình chiếu của slide 5 chẳng hạn là 5 giây. Nó tức là bạn thiết lập cái thời gian trình chiếu của slide 5 là 5 giây. Nó thì có nghĩa là cái gì đây? After này bạn lên 5. Và cái gì đây? Thời gian đó bạn mở cái slide 5 này lên. Bạn mở slide 5 này lên và tự động hết 5 giây nó sẽ chuyển qua slide 6. Bạn không cần click chuột. Được chưa? Cái đó là cái hỏi thứ nhất. Cái hỏi thứ hai là size số 6 tự động xuất hiện sau size 5 là 5 giây. Nó tức là đó là hai cách người ta hỏi các bạn. Nhưng mà ý nghĩa đều chat vô cái after này. Anh nhắc lại hai cách hỏi. Cách hỏi thứ nhất là thiết lập thời gian trình chiếu của cái size nào đó. Ví dụ như đây là size số 3. Thiết lập thời gian trình chiếu của size số 2 chẳng hạn. Thiết lập thời gian trình chiếu của size số 2 là 5 giây. Thì các bạn check vô after và lên 5 giây. Đó. Và cách hỏi thứ hai là size số 3 tự động xuất hiện sau size số 2 là 5 giây. Tức là hai cách hỏi đều như nhau. Bây giờ anh mở lên cho các bạn thấy. Anh đang mở là size số 2. Và các bạn tự động sau 5 giây các bạn nó tự động chuyển sang size số 3. Và hiện tại anh không có tác động chuột vô. Các bạn thấy tự động chuyển. Và khi đó size 3 nó không chuyển qua size 4. Tại vì anh chỉ mới thiết lập một vấn đề là ở size số 2 thôi. Anh chưa có chọn apply to all, nên nó chỉ chạy ở size số 2 qua size 3 thôi. Nó dừng lại. Và muốn chạy tiếp bạn phải nhấp chuột. Đó, bạn phải nhấp chuột. Đó. Thì đây là cái lưu ý các bạn. Và đề thi người ta hay cho. Các bạn lưu ý cái chỗ này. Và ghi chú kỹ vô giùm anh. Rồi, tiếp tục các em. Thì hồi nãy anh có nói các em á, là khi cái phần transition đó, cái tất cả hiệu ứng á các em, hiệu ứng xuất hiện của slide á, thì các em chọn một hiệu ứng thôi. Rồi sau đó em có thể nhấn apply to all. Chứ đừng có ngồi đó mà các em lựa từng cái. Nhớ giùm anh điều đó. Rồi cái phần on lead này là on small slide này, tức là bạn lead chuột vô thì mới chuyển. Được chưa? Còn after này tức là tự động chuyển sau bao nhiêu giây. Nó tự động chuyển sau bao nhiêu giây, hoặc là thiết lập cái thời gian trình chiếu của cái size nào đó, thí dụ như size 2 là 5 giây chẳng hạn. Hoặc là cái size 2 các bạn tự động chuyển sang size 3 là 5 giây. Nó tức là đó là cách người ta hỏi. Đó là cách người ta hỏi nha các bạn. Nó. Rồi bây giờ cái phần animation. Animation này thì các bạn thường hay làm rất là nhiều, đó là hiệu ứng hoạt hình cho các đối tượng trong slide. Nó ví dụ như ở slide 1 các bạn control này, nó đây là các đối tượng trong slide này, đó hiệu ứng đó, bạn chọn hiệu ứng đó, này nó rất nhiều, nó xanh đỏ vàng đây xanh nè, nó là xuất hiện, vàng là hay gọi là làm nổi lên, nó và đỏ là kết thúc, nó và khi bạn làm là bạn thấy tất cả cái hiệu ứng nó được lưu lại nè. Này, nè, nó, được chưa? Đỏ nè.
Là tùy thuộc vào cái nhu cầu mà người ta sẽ thiết lập nó như thế nào cho nó phù hợp. Được chưa? Nó còn bạn có thể gì chọn từng cái bằng hiệu ứng này nọ. Được chưa? Nhưng mà vô thi các bạn nhớ giùm anh Ctrl A ngôi sao màu xanh vậy đủ rồi, chứ đừng có ngồi đó tưởng ngồi đó mà lựa hiệu ứng này đẹp không, hiệu ứng kia nó xấu hay nó đẹp, không cần thiết nha các em. Nó rồi còn ở đây là nó chạy khi nào, bạn click chuột vô mở lên chạy liền after xong bao nhiêu giây đó, bạn nào rảnh thì ngồi tìm hiểu thêm những cái này, còn không thì kệ nó đi. Nó đây là thời gian chạy của cái hiệu ứng đó, thời gian chạy của hiệu ứng đó là bao nhiêu giây nó và nó dừng lại khi nào, bao nhiêu giây đây. Những cái này thì bạn nào mà rảnh thì các bạn có thể tìm hiểu thêm đó, còn bạn nào mà bận quá mà không có thì mình kệ nó, đừng có tìm hiểu chi cho nó mệt, được chưa? Mình kệ nó, mình đừng có tìm hiểu chi cho nó mệt đó. Và bạn nhớ giùm anh khi các bạn vô phần hiệu ứng xuất hiện, xin lỗi, hiệu ứng nội dung trong slide thì bạn Ctrl A các bạn chọn ngôi sao màu xanh giùm anh đó là đủ rồi. Còn nếu người ta yêu cầu bạn hiệu ứng kết thúc thì bạn nhớ màu đỏ, và hiệu ứng nào làm nổi bật lên thì nó là màu vàng, chỉ có bao nhiêu thôi đó. Rồi còn những cái này thì bạn nào rảnh thì bạn tìm hiểu thêm giùm anh, nếu không thì thôi đây này không có thi, chỉ dành cho những bạn nào mà thiết kế những cái trò chơi, các câu lạc bộ nhóm, hoặc là những bạn nào học bên ngôn ngữ Anh mà đi hướng giảng dạy nó thì bạn sẽ tìm hiểu thêm những cái này để bạn thiết kế những cái mini game, những cái trò chơi cho các học sinh tiểu học, trung học cơ sở đầu kia tham gia nó, hoặc trung học phổ thông nó, còn đại học thường ít lắm, chả ai thiết kế mấy cái này cả. Được rồi, chủ yếu là kiến thức, còn kia thì tạo cho cái không khí nó thoải mái hơn, nó vui hơn để các bạn các em tiếp thu tốt hơn. Còn đại học hầu như là các bạn chủ yếu thầy cô vô hướng dẫn kiến thức các bạn, chứ người thầy cô ít quan tâm đến cái phần hiệu ứng này nọ để cho các bạn thư giãn hơn, nó ít quan tâm hơn nhiều so với trung học phổ thông và trung học cơ sở và cũng như tiểu học, đặc biệt là tiểu học nó. Rồi còn cái này thì mình sẽ tiếp tục, còn một cái dạng thi á, người ta hay người ta cho các bạn ở đây. Anh giả sử nha, anh giả sử anh tạo ra một cái slide trắng. Đây là một cái câu mà đề thi của lần đầu tiên cho là của trường Nông Lâm nhưng mà ở cơ sở Gia Lai, nó cho anh sẽ giải đáp cái dạng thứ nhất. Nó cho là gì này, là vẽ một cái hình gì đó, một biểu tượng gì đó, và cho bạn hãy dùng hiệu ứng để cho nó di chuyển từ trái qua phải hoặc là từ trên xuống dưới nó, hoặc từ phải qua trái gì đó, tức là một hiệu ứng thôi đó để nó di chuyển. Thì khi đó bạn vẽ cái biểu tượng hình sáp ra, hình ảnh ra hay chữ gì đó, vẽ xong các bạn chọn animation và bạn chọn giùm anh cái ngôi sao màu trắng nó, bạn chọn ngôi sao màu trắng more modify bands ngôi sao màu trắng. Rồi ví dụ người ta yêu cầu bạn cho nó qua trái, qua trái thì anh sẽ chọn nó chế độ nó là từ trái qua phải ha, trừ trái qua phải đâu rồi, đây là right nè. Đó, thì khi đó bạn thấy có một cái dấu chấm xanh và một dấu chấm đỏ, thì cái dấu chấm đỏ là kết thúc và chấm xanh sẽ bắt đầu. Nó giờ anh cho nó thẳng lên chút xíu. Rồi bạn muốn cho nó thêm một hiệu ứng nữa thì tiếp tục rồi sau màu trắng. Giả sử anh cho một cái hiệu ứng nữa, đó là hiệu ứng hình tròn, hình tam giác. Đó, ok. Thì bạn thấy nè, cái hiệu ứng này nè, cái điểm bắt đầu nó anh sẽ cho nó nằm bên đây. Nó và anh cho nó rộng ra. Đây các bạn. Đó. Nhưng mà nó di chuyển ra ngoài nhiều quá, nó thì nó không được đẹp lắm, nên thôi anh cho cái hiệu ứng khác đi. Nó, giả sử anh cho một cái hiệu ứng gì đây, hình xoắn này đi. Ok, thì khi đó nè, các em thấy là điểm bắt đầu nè, nó đây. Anh sẽ cho nó hình hình giáp với điểm kết thúc này, nó tức là do mình chỉnh nha các em. Nó rồi đây điểm kết thúc của nó nè, bây giờ anh sẽ cho một cái hiệu ứng nữa, tức là bạn ngồi đó bạn chỉnh thôi. Đây giả sử đây, ok, nó thì bạn thấy nè,
Nè, qua đây nè. Nó. Đây, cái điểm bắt đầu của bạn này. Đó, anh cho nó quay nè. Nó nhỏ lại nè. Nó xoay nè. Tức là bạn sẽ hiệu chỉnh làm sao cho nó phù hợp. Giờ chọn những cái chi tiết này hơi khó ha. Hơi khó. Này. Thì mình sẽ làm hơi cực. Còn những cái họa tiết đơn giản thì nó sẽ dễ chịu hơn. Đó, rồi bây giờ anh chạy thử các bạn nè. Nhấp vô nè, hiệu ứng thứ nhất nè. Hiệu ứng số 2 nè. Hiệu ứng số 3 nè. Đó, tức là bạn lồng các hiệu ứng nó vô. Các bạn lồng hiệu ứng nó vô. Đó. Rồi. Còn một cái dạng nữa người ta cho các bạn. Rồi sẵn anh nói hai cái luôn rồi các bạn làm lại một lần. Đó, dạng thứ hai là đề thi của nông lâm cho tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó, người đề được nó cho là gì đây? Vẽ cái ngôi sao. Vẽ cái ngôi sao ra. Đó. Đâu rồi, ngôi sao đó tiêu rồi. Đây, vẽ những cái ngôi sao ra. Và bạn hãy làm sao á mà cho cái ngôi sao nè nó chạy từ bốn góc nó chạy quy về một điểm giữa, thì khi đó anh sẽ cần Ctrl C, Ctrl V anh tạo ra khoảng 4 5 ngôi sao gì đó. Anh đặt ở bốn góc. Nó đặt ở bốn góc. Rồi. Đó, cái ngôi sao này ngay trên giữa. Để đây đi. Hoặc chút bạn xóa đi cũng được. Rồi đây, ngôi sao thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư, nhấn Ctrl hoặc Shift để chọn hết. Rồi bạn chọn cái hiệu ứng cũng là ngôi sao màu trắng này đó các bạn. Nhưng mà nhấn này bạn chọn hiệu ứng đơn giản thôi nha. Có thể là di chuyển qua trái qua phải gì đó. Đây. Đó, anh giả sử anh chọn cái chế độ Dry. Thì các bạn nhớ nè, hồi nãy anh có nói các bạn, cái nào mà ngôi sao điểm màu xanh là bắt đầu và màu đỏ là kết thúc thì cái này anh kéo. Làm từng cái nè, cái thứ nhất nè, anh kéo nó vô đây. Nó, anh kéo nó sát vô. Rồi cái thứ hai nè, đây nè, anh kéo lại nè các em. Nó, cái thứ ba nè, nó anh kéo lại nè. Và cái thứ tư nè, anh kéo lại nè. Nó. Xong. Bây giờ dáng này cái thằng này mà không có xài nữa, mình có thể xóa đi. Tức là dáng này khi bạn chạy á thì lập tức bốn ngôi sao nó quy về một điểm. Này. Ví dụ này. Nó tự động di chuyển về thành một cái ngôi sao rồi. Đó thì đây là cách làm cũng như là đề thi đã cho rồi hai dạng này. Dạng thứ nhất cho di chuyển từ trái qua phải, từ trên xuống dưới gì đó. Thứ hai là nó quy tụ về một điểm hoặc nó tách ra. Hoặc nó tách ra. Được chưa? Tức là nếu như đề thi bây giờ anh dự đã quy về một điểm rồi, bây giờ anh cho nó tách ra từ một điểm, nó tách ra thành nhiều điểm, nó được chưa, thì anh cần trên V rồi còn đây đó, đây bốn ngôi sao này, được chưa, cả bốn ngôi sao này. Và sau đó anh chọn gì đây, animation ngôi sao màu trắng, nó giả sử anh cho nó là right palette gì đó. Đây em chọn là từ dưới lên trên đó, ok. Thì cái này bắt đầu anh tách từ từ, được chưa? Ra bốn này là bạn nó nằm chung một điểm đúng không, anh cho đặt ngay đây. Rồi cái đầu tiên nè, đó cạnh thứ nhất, rồi cái thứ hai anh tách ra cho trước tiên, anh tách ra rồi đây chồng lên cái điểm cuối nó là bạn. Nó này, mình kéo qua anh đây. Nó. Rồi này. Lưu ý đây là bắt đầu nha. Mình kéo nó vô đây. Các bạn ơi. Đây. Này bạn kéo vòng bên đây nè. Nó. Rồi điểm cuối nè. Quay nó xuống. Đây. Nè. Nó. Tương tự bên đây cũng vậy, đem vô đây
Rồi đây điểm cuối nè, kéo xuống nó view. Rồi bạn thấy này, cái này nó là một nè, nhất nè nó, tức là đây là bạn dùng hiệu ứng để bạn chạy nó, chứ nó không có gì là cao xa. Các bạn thử giùm anh ba trường hợp gì mà các bạn thử giùm anh ba trường hợp. Rồi tiếp theo á, thì anh vừa hướng dẫn cho các bạn xong á, nên vừa hướng dẫn cho các bạn xong cái phần mà hiệu ứng, hiệu ứng thì bạn nào rảnh thì có thể tìm hiểu thêm những cái này về thời gian chạy hiệu ứng, là khi nào chạy này nọ, cách nhau bao nhiêu giây này nọ. Nhưng còn không thì Ctrl A giùm anh cái máy xanh là xong. Yeah. Rồi một cái thi nữa này các em, một cái thi nữa là sai số, một cái thi nữa là sai số. Ở đây trong đây các bạn quan tâm những vấn đề sau. Thứ nhất là run begin là bắt đầu chạy từ từ đầu, là biểu tượng này. Người ta có thể hỏi trắc nghiệm các bạn nha, người ta có thể hỏi trắc nghiệm bạn nha. Rồi này là chạy từ cái style bạn đang làm, ship em nào, ship em nào. Đó, còn cái này thì không có. Rồi custom size show, custom size show thật ra là tạo ra một cái bubble, một vài cái size bubble nó trong cái gì hết. Rồi còn cái gì setup size show, setup size show này là thì nè. Đó, cái bạn setup size show thì các bạn có gì đây, nó show size tức là nó chạy như thế nào, chạy hết tất cả, gọi là chạy từ style bao nhiêu đến style bao nhiêu, từ size bao nhiêu đến size bao nhiêu. Và nhớ khi bạn chạy chế độ size, show size này các bạn, show line này, các bạn chạy chế độ show line này, thì công việc đầu tiên của các bạn chính là bật chế độ tự động chạy sau bao nhiêu giây nha. Công việc đầu tiên của các bạn là bật cái chế độ tự động chạy sau bao nhiêu giây và nhấn apply to one. Được chưa? Apply to one. Tại vì muốn chạy liên tục, ví dụ anh muốn chạy từ 4-7 thì size 4, size 5, size 6, size 7 thì bắt buộc anh phải bật chế độ là tự động chuyển sang size tiếp theo. Sau đó cái phần size show này có ý nghĩa. Đây, setup size show. Giả sử anh cho chạy từ size số 3 cho đến size số 7. Từ size 3 cho đến size 7. Và dừng lại khi nhấn SC thì các anh chị check vô cái ô này. Các anh chị check vô ô này, nó sẽ dừng lại khi nhấn SC. Ok. Và nhấn này bạn nhấn F5 hay Shift F5 gì nó cũng đều hiển thị các bạn từ size 3. Tại vì cái lệnh của bạn là từ chạy từ 3 đến 7. Các bạn thấy anh không, nhấn này anh không có tác động chuột nha. Ở tự động chuyển size 4 sau 3 giây. Rồi size 4 xong cái nó chuyển qua 5. 5 xong cái chuyển qua 6. Đó, 6 rồi tới 7. Và sau khi nó chạy 7 rồi thì lập tức nó chuyển về size số 3. Nó quay lại. Và nhấn này bạn nhấp chuột vô, nó chỉ mục đích đó là nó chuyển qua size thôi, chứ nó không có dừng lại được. Và nhấn này bạn muốn dừng lại thì bạn chỉ nhấn cái phím ESC là phím trên cùng bên tay trái của các bạn, phím trên cùng bên tay trái ESC. Nó sẽ dừng lại cho các bạn. Được chưa? Rồi còn cái tiếp theo ở đây nó chỉ, trong này có chỉ có vậy thôi. Rồi còn những cái này mình không có thi, tức là record size store game, mấy cái này mình không có thi, không có nói. Rồi các bạn làm lại giùm anh cái phần này, chú ý làm giùm anh phần này lại. Nó cho chạy từ size bao nhiêu đến size bao nhiêu và dừng lại khi nhấn ESC. Thì nhớ trước khi làm cái phần này thì bạn trước khi làm cái lệnh chạy từ size bao nhiêu đến size bao nhiêu thì bạn bắt buộc phải làm giùm anh một điều, đó chính là chỉnh giùm anh cái transition là tự động chuyển sau bao nhiêu giây, tự động chuyển sau bao nhiêu giây giùm anh. Rồi ok, rồi các bạn làm lại giùm anh đi đó. Rồi mình quay lại nè. À, cái còn tiếp theo nữa, những cái phần còn lại ở chỗ này trong cái thẻo review và thẻo view này thì cũng không có vấn đề, không có cái gì cả. Ở đây cái thẻo view thì mình chủ yếu là cái hiển thị thôi, bạn có gì tham khảo thêm. Nó bây giờ macro này mình không học. Rồi bây giờ mình quay lại cái thẻ design. Design tức là cái hình nền đó các bạn, hình nền background á. Nó là thông thường các bạn có thể ở đây gì đây, cái chuột phải format background, cái chuột phải format background nè. Nó bạn chọn Mister, bạn chọn hình nền gì đó. Nó được chưa? Đây, cái chuột phải format background. Nó chọn hình nền. Nó này rất là nhiều hình. Tùy theo cái bạn yêu cầu đề bài. Đó. Rồi, nhưng mà không phải lúc nào đề bài cũng yêu cầu bạn đổi background. Bạn có thể vô Bitster này nhé, vô file bạn chọn một cái hình nền ở ngoài, bạn chọn một cái hình ở ngoài á,
nó bạn chọn một cái hình ở ngoài nè, nó bạn đang mở ra cái này thì ai cũng biết rồi, ai cũng biết rồi đó. Thì bây giờ một cái vấn đề nữa người ta đặt ra, người ta đặt ra nó thứ nhất á là các bạn sẽ gì, dùng các mẫu đem có sẵn trên đây này nó, các bạn có những cái mẫu đem có sẵn đây nó, đây hiện mẫu đem này, và mỗi khi bạn rơi chọn nó, bạn nhấn đó thì lập tức nó đổi toàn bộ từ trên xuống dưới này, nó toàn bộ từ trên xuống dưới. Nhưng vấn đề người ta đặt ra, giả sử sai số 2 người ta dùng cái mẫu đem này, sai số 3 dùng mẫu này, thì bạn khi bạn nhấp vô tất cả thay đổi nó. Thì bây giờ cách làm như sau, lúc ý bạn rơi chuột vô bạn sẽ thấy cái tên của mẫu đem, ví dụ như đây là Explore, cái này nó là gì đây, cái này nó Instagram, rồi cái mẫu này là gì đây, Aeron, nó bò ra, tức là nó sẽ có tên tiếng Anh, tên cho các bạn nó, và đây là rất nhiều cái mẫu cho bạn lựa chọn nha. Nó bạn rơi chuột vô bạn sẽ thấy cái tên đó này. Rồi và bây giờ khi một cái làm từng cái thì bạn sẽ làm như sau, rơi chuột vô đó, rơi chuột vô cái mẫu, cái chuột phải, apply to select style, đứt chuột phải, apply to select size, đứt chuột phải, apply to select size, nhớ là apply to select size chứ không phải apply to on nha các em, là cái vấn đề số 1 nó, apply to select size. Vấn đề số 2 anh muốn chia sẻ đó với các em, đó là chính là size số 1 rồi nè. Thông thường người ta sẽ không đánh số trang, và để làm điều đó thì các em làm như sau. Các em vô chọn size số 1, các em chọn size số 1, em chọn insert, em chọn insert, em chọn header, footer, desk time hoặc size number, cái nào cũng đúng cả. Rồi em chat vào cái ô đông show on title style, nhớ muốn ẩn cái nào thì chọn style đó, và mở cái bảng header footer này lên bằng cách chọn header footer hoặc desk time hoặc size number. Sau đó bạn check và go down show on title size và nhấn apply, đừng nhấn apply to on. Thì đây các bạn thấy nó mới tắt rồi nè. Rồi một cái nữa là đánh số trang từ số 2 đánh thành số 1, thì các bạn vô design, các bạn vô design, bạn chọn size show bên bên tay phải, size show bên tay phải, chọn custom lifestyle, custom lifestyle đó, bạn vô design, bạn chọn lifestyle, bạn chọn custom lifestyle, và ở đây các bạn có một chỗ là number slide room, number slide room, bạn bắt đầu đánh từ con số 0 thì số 2 nó sẽ đành số 1. Mời các bạn sửa vô ba ý cuối cùng trong kiến thức bo bo. Rồi thì bây giờ bó bôi á, các em nhớ giùm anh, công việc đầu tiên của bó bôi chính là làm size master, vô thẻ view các bạn chọn size master, và nhớ trong size master các bạn chỉ định dạng cái tiêu đề và nội dung, và không đánh bất kỳ một cái chữ nào vô trong size master. Cái tiêu đề người ta gọi là title size, còn nội dung là subtitle size, nhớ kỹ, làm xong nhớ đóng lại. Rồi sau đó tùy thuộc vào đề bài người ta yêu cầu thuộc dạng bài tập nào, có thể là copy dữ liệu từ bài Word đem qua hoặc làm theo mẫu, được chưa, và cứ đem dữ liệu bình thường vô, rồi đọc kỹ có người ta yêu cầu những cái gì, liên kết như thế nào, chèn bảng ra sao, nó tạo liên kết, chú ý phần liên kết. Rồi rồi chèn âm thanh, chú ý phần âm thanh đó, những cái kiến thức nãy giờ nó chỉ các bạn phần âm thanh, những cái định dạng, rồi design, hình nền đó, hình nền, rồi hoặc là đánh số trang từ trang số 2 nó, transition là hiệu ứng xuất hiện của slide, hoặc là hiệu ứng xuất hiện của slide, thì chú ý giùm anh cái chỗ after này và apply to on. Animation là hiệu ứng của các đối tượng trong slide, hiệu ứng của các đối tượng trong slide, thì khi đó các bạn chú ý giùm anh coi kỹ người ta yêu cầu thuộc dạng nào, và không nói gì thì cứ Ctrl A ngôi sao màu xanh giùm anh hết.
Sideshow này thì nó chủ yếu ở đây nó chỉ có setup Sideshow thôi chứ nó không có cái gì hết. Được. Đây là những cái kiến thức cần nắm lại và về nhà làm giùm anh ba đời còn lại, làm giùm anh ba đời còn lại, và anh sẽ gửi tài liệu Excel để các bạn tập làm thử với Excel. Đấy nha, tập làm thử với Excel. Nó, anh nhắc lại, công việc về nhà của các bạn là làm ba đời PowerPoint cộng với coi và tập làm thử Excel. Và nhớ PowerPoint làm ba đời đây có nghĩa là bạn thực hiện cái yêu cầu thôi. Rồi còn cái trình bày đồ kia, các bạn nào không có thời gian thì bạn có thể bỏ qua. Nó tức là làm để đánh từng chữ rồi kia gian trong mẫu thì bạn có thể bỏ qua. Và chủ yếu các bạn làm những có nội dung và thực hiện được cái yêu cầu. Đó, đó là nhiệm vụ của các bạn.